Dung chào các bạn. Các bạn khỏe không? Tết của Việt Nam mình sắp sửa tới rồi các bạn ơi. Hân hoan, vui mừng. Tại quê nhà, quê hương Việt Nam yêu dấu. Tại các nước trên thế giới, người Việt mình hải ngoại sống khắp nơi đang hân hoan chào đón rộn rã đón một cái xuân Nhâm Thìn chuẩn bị tới vào ngày mai mùng 1 Tết. Hiện tại thì ở tại Mỹ thì hôm nay là ngày thứ 6, đêm hôm nay là đón giao thừa. Ngày mai thứ 7 là mùng 1 Tết đầu năm. Thì theo mình nghĩ thì Việt Nam mình đã là mùng 1 Tết đầu năm rồi. Bà con đang ngủ và buổi sáng thức dậy thì có lẽ đi chùa gặp nhau chúc Tết. Thường thường người ta gặp chúc Tết ấy, thì theo mình nghĩ thì khoảng chừng mùng 2, mùng 3 thì bà con gia đình thân nhân cùng nhau đi chúc Tết, đi viếng mộ, đi cúng ở chùa, và thường thường kéo dài cho tới ngày mùng 7, mùng 3, mùng 4, 5, 6, mùng 7, mùng 8 và cũng 10 Tết, mùng 10 luôn các bạn ha. Bên Mỹ thì theo người Việt Nam mình thì không có, nếu mà có làm ăn thì không có đóng cửa kéo dài tới 10 ngày đâu, cũng phải làm. Thứ bảy thì những cái tiệm nhà hàng, tiệm nail, tiệm tóc hay là những gift shop hay là những cái dịch vụ thương mại khác thì họ vẫn kinh doanh các bạn. Tại vì mình đã sống hải ngoại thì cái ngành nghề của mình thì cái nó không phải đi theo cái Tết ta. Này, theo thì muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi. Cái đó là do mình thôi. Chứ người Mỹ thì họ ăn Tết Tây các bạn ha. Hôm nay thì là ngày thứ 6. Tối hôm nay thì sẽ là đêm giao thừa ở tại Mỹ. Theo mình nghĩ thì chính phủ Mỹ hầu hết thì các nơi mà thành phố, thị trưởng, nghị viên rồi họ cũng đã biết là cái đó là Tết truyền thống của người Việt Nam, người châu Á, đặc biệt là Tết của người Trung Hoa. Thì tối hôm nay thì có quá nhiều nhà được phép đốt pháo. Cũng có những khu cộng đồng người Mỹ thì họ ở Mỹ Trắng hay là gì đó thì họ tế nhị vấn đề đổ pháo thôi. Nhưng mà theo mình thì mỗi năm đều được nghe tiếng pháo nổ, pháo bông, pháo đốt đàng hoàng như các bạn. Đốt giống cái thời bao cấp, năm 90, là nghe nói Việt Nam mình chấm dứt là năm 95 là không được đốt pháo. Hôm nay mình làm cái video này để mình sẽ cái cảm xúc của một người chồng, một người cha. Bồn ba nơi xứ người hơn 30 năm trời. Đây là cái Tết mà mình cảm thấy nó có thể đột phá cuộc đời của mình. Năm Nhâm Thìn cũng là một cái bước ngoặt, sự thử thách cho cái tuổi mà gọi là 50 của mình các bạn. Các bạn có nghĩ là có một người đàn ông nào mà 50 tuổi bắt đầu khởi nghiệp không? Thì theo mình nghĩ thì cái người mà sáng lập chuỗi cây gà rán KFC thì cũng khởi nghiệp năm 65 tuổi. Mình nghĩ là nếu mà bạn muốn làm ăn hay là bạn muốn kiếm tiền mưu sinh để mình lo cho phụ giúp vợ mình, để mình lo cho con cái ăn học, ăn uống, quần áo, thuốc men, và đã lớn lên trưởng thành lên người, thì chúng ta là người đàn ông là phải là trụ cột. Có thể ăn bám vợ, nói như vậy thôi, nói chữ ăn bám thì nó hơi quá lố. Có thể là mình phụ giúp vợ những cái việc khác thì cuộc sống nó còn chưa có cho mình phát triển cái sự nghiệp của mình, thì mình có thể mình bên cạnh vợ phụ giúp vợ những công việc khác, và sau đó mình sẽ phát triển cái gì mình có thể làm được để mình phụ giúp vợ mình. Năm Nhâm Thìn này nó là một cái sự khởi nghiệp của Dũng. Dũng không còn làm việc ở công ty nữa các bạn. Mình đã từ bỏ công việc 9 tiếng, 8 tiếng, 10 tiếng có khi như vậy để mỗi ngày. Đó là một cái cuộc đời của mình đã hơn 20 năm đi làm việc ở các công ty rồi. Số điểm của mình đã quá đủ rồi. Cái tiền về hưu của mình cũng đã quá đủ làm việc cho chính phủ đóng thuế. Thì bây giờ mình sẽ muốn tự do tung hoành. Sẵn đây là năm Nhâm Thìn 2024, mình muốn chia sẻ cho các bạn biết là mình chuyển con ngành thẩm mỹ tại Mỹ. Mình muốn mở một cái tiệm tóc, mình muốn mở một cái tiệm tóc, mình muốn mở một cái tiệm gội đầu dưỡng sinh, phát triển tại thành phố San Diego này.
đó những thời gian vừa rồi mình có quay những cái video clip cũ là mình đã trở về Việt Nam để làm gì, thì các bạn theo dõi những cái video clip cũ của mình thì các bạn sẽ thấy mình có để là mình đi về Việt Nam trong vòng một tháng, hơn một tháng để mà mình đi học chuyên về các dịch vụ gội đầu dưỡng sinh ở tại những cái spa nổi tiếng, uy tín và chuyên về lúc nào cũng thu hút khách thành công tại Sài Gòn, Việt Nam. Thì mình đã học ở đó khoảng độ 3 tuần. Trong quá trình mình học, mình đã tiếp thu những kỹ năng, những kỹ thuật để mà mình phát triển cái ngành nghề này ở tại thị trường ở nước ngoài, để mà nhằm cung ứng đáp ứng các nhu cầu chị em phụ nữ sau một ngày làm việc mệt nhọc cuối tuần, có thể là hẹn hò bạn bè đi tới gội đầu dưỡng sinh thư giãn, ngủ một giấc 40 phút hoặc 1 tiếng 60 phút, quên hết chuyện chồng con, quên hết chuyện xô bồ về buôn cơm áo gạo tiền, để mà nằm trên giường nghe nhạc du dương, được người ta gội đầu, người ta bấm huyệt, người ta massage lưng, massage cổ, massage tay, nói chung là những cái dịch vụ mà mình làm giống như là khách hàng là thượng đế. Thì những cái bước ngoặt đó thì mình đang tiến triển những ngày sắp tới. Sau này thì mình sẽ cập nhật ở trên Facebook và YouTube, mong các bạn ủng hộ những cái, đặc biệt là tất cả các chị em phụ nữ đồng hương tại thành phố San Diego, Chula Vista, La Mesa, Linda Vista, Mira Mesa, thì người Việt giúp người Việt các bạn nhé. Sáng video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn phía sau lưng của mình nó là một cái là một cái bàn mà mình mới trưng lên mâm củ quả gì đó. Bà xã mình thì mua trái cây, bông bánh tét, bông, nhưng mà mình cũng trưng thêm. Nói chung là vợ 50-50, hai vợ chồng mình cùng nhau chia sẻ cái bàn này cho các bạn xem cái không khí Tết của gia đình mình. Hôm nay chỉ có mình với vợ mình cùng anh Thư và anh Tuấn thôi. Tết năm nay cũng hơi buồn, nhưng mà xuân nó nằm ở trong trái tim của mình, nó nằm trong cái trí óc của mình. Nếu có vợ, nếu có con bên cạnh thì đó là mùa xuân, đó là nỗi niềm của một người đàn ông. Mình tâm sự xuân là vợ, là con cái, là hạnh phúc gia đình, đó là xuân. Xuân vĩnh viễn chứ không phải là xuân như đến rồi đi, như những cái cảm giác suốt của mỗi người họ nghĩ khác. Còn mình thì nhìn thấy vợ, nhìn thấy con hạnh phúc khỏe mạnh thì đó là mùa xuân, mùa xuân trong trái tim của mình. Các bạn xem mâm ngũ quả của mình nha. Đây là bé rồng bay lơ lửng các bạn. Mình mua tại thành phố Los Angeles. Papa. Những cái vật này thì mình luôn luôn giữ để làm kỷ niệm. Những cậu hoa như thế này thì vợ có mua để mà trưng lên trong trên cái bàn để sum tụ ngày Tết. Các bạn xem cho vui nhé. Đây là những cây mai. Mai này mai giả, nhưng mà cũng trưng lên nhìn cho có vẻ không khí ngày Tết. Bé này mình tượng trưng cho con gái cưng của mình là bé Anh Thư. Mình để cho bé ngồi lên đây như là hai chai rượu quý Condo Blue, giống như người ta nói là con gái rượu, nhưng mà mình không có uống rượu. Mình nghe người ta các bạn thanh niên ở Việt Nam hay nói là con gái rượu của ba đó nha. Ở đây thì người Mỹ, thì người Việt Nam mình ở sống hải ngoại, bạn ít khi ăn đồ ngọt lắm, nhưng mà theo truyền thống thì trên cái bàn dịp xuân á, thì lúc nào cũng phải có bánh mứt, hột dưa, rồi mấy cái mứt này nhìn vô có vẻ sum tụ cho đúng ngày xuân các bạn ơi. Thì nói chung là trên bàn thì cũng có những cái cách trưng lên trên để nhìn có vẻ giống như không khí Tết các bạn, xuân như ý. Bánh tét, bánh trưng, thường thường là bánh tét các bạn. Bánh tét thì nó dễ ăn hơn, mình cắt khúc khúc ra mình chiên thì mình ăn với dưa món cũng hết sảy các bạn ơi. Cũng có cá cháy, thằng long, cũng có vú sữa các bạn. Đây là vú sữa các bạn ha, nhập từ quê nhà. Thằng long cũng tại Việt Nam mình luôn. Mãng cầu, trái này là trái xoài. Trái này là trái đặc sản dừa sáp, nhập tại Việt Nam qua luôn các bạn, dừa sáp ha các bạn. Cổ cam, cũng có bông cúc, thì đây cũng có chai rượu van, thì cũng có chai rượu gì đó các bạn, chai rượu Martin. Thì rồng mà các bạn, thì mình chân rồng lên mình quay cho nó vui, nhìn cho nó đẹp mắt. Bên cạnh đó thì
cái này năm Nhâm Thìn, năm khởi nghiệp của mình bắt đầu sẽ làm việc trong những thời gian sắp tới, thì mình hy vọng là cái năm Thìn này sẽ đem cho mình được cái điều tốt đẹp, tài lộc và may mắn, để cho mình phát triển cái sự nghiệp của mình được thành công, để mà phụ giúp vợ mình nuôi các con cái ăn học. Cũng có một chút xíu sake của Nhật, cũng chút xíu rượu nhẹ của phụ nữ. Thì cái bàn này mình chưng lên nhìn có vẻ nhớ, nhìn đó mùa xuân các bạn ha, chứ không có gì cả. Chắc mong các bạn xem cho vui, để chúng ta thấy là không khí Tết của người Việt Nam mình sống ở hải ngoại, dù có xa quê hương và bao lâu đi nữa thì Tết Việt Nam mình, Tết cổ truyền ông bà xưa truyền lại cho con cái, thì nó lúc nào nó cũng nằm ở trong lòng, cũng trái tim của mỗi người. Công việc xa quê hương, những ngày xuân về thì cho dù có bận rộn thì cũng ngừng lại đi chợ, mua cái này mua cái kia, cũng nhớ lại thời ba mẹ mình thời bao cấp. Ngày đó thì các bạn ơi, chỉ cần có cục thịt mỡ, cục thịt heo, có cái trứng, nồi thịt luộc, cái nồi xôi, như vậy thì nó đủ ấm áp ngày xuân rồi. Có khổ, có trải qua khổ, có sự trải qua sự thiếu thốn thì chúng ta mới trân quý những cái hiện tại, chứ không phải là chúng ta sống từ cái sự sung sướng quá. Khi mà cuộc sống này nó đột quỵ một chút xíu, nó ngã đi một chút xíu thì chúng ta lại chơi vơi. Phải trải qua những sự đau khổ các bạn, thì chúng ta mới biết ra quý, trân trọng những cái cuộc sống hiện tại khó khăn này, để chúng ta từ chỗ đó mà vươn lên từ những sự khó khăn để đi đến sự thành công cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội người Việt tại hải ngoại. Nhân dịp ra cái video này thì Dũng xin chân thành kính chúc các bác, các chú, các bậc tiền bối, ông bà người Việt Nam mình ở tại Việt Nam và tại hải ngoại, và cùng các anh chị em và các bạn bè mình không bao giờ thấy mặt nhưng mà biết nhau, trân trọng nhau, yêu quý nhau, tôn trọng nhau trên YouTube, trên Facebook và ngay cả ở tại thành phố San Diego này, Linda Vista Miramesa, chúng ta không buồn biết nhạc mặt là ai, miễn sao ra đường. Anh Dũng là quay phim Facebook nè, anh Dũng là làm trên YouTube nè, chỉ cần như vậy thôi, mình làm sao mà tốt vui để người ta nhìn mình người ta cười, chứ mình làm sao mà người ta gặp mình người ta trốn, người ta chạy đi thì lúc đó thì xem lại. Những dịp xuân về nhà Nhâm Thìn, Dũng xin chúc toàn thể chúng ta, các bác, cô chú, anh chị và các bạn, mùa xuân Nhâm Thìn 2024 an lành, sum vầy, bình an, sung túc, tài lộc phát tài, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, tiền vào như nước, tiền ra ít thôi. Vui vẻ nhé các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn.